Chủ tịch câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Thắng đã công khai xin lỗi đến người hâm mộ sau vụ việc Sầm Ngọc Đức chơi xấu cầu thủ Thế Hưng của Than Quảng Ninh trong trận đấu chiều ngày 22 tháng 7. Vị chủ tịch này biện minh rằng cầu thủ này đang tinh thần bất ổn, hỗn loạn và lo lắng vì trước đó con của Đức bị bệnh. Theo ông Thắng, Sầm Ngọc Đức đã khóc lóc rất nhiều, hối lỗi về những hành vi phi thể thao của mình. Đồng thời, anh và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng nhận mọi hình phạt từ VFF. Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc, Thái Lan đồng loạt đưa tin về việc bốc thăm lại bóng đá Nam ASEAN 2018 sẽ tiến hành vào chiều ngày 25 tháng 7. Patit Supapong, phát ngôn viên của Hiệp hội bóng đá Thái Lan FAT, cho biết việc bốc thăm lại bóng đá Nam ASEAN diễn ra vào lúc 14 giờ Việt Nam tại trụ sở Liên đoàn bóng đá châu Á ở Kuala Lumpur, Malaysia. AFC yêu cầu nước chủ nhà Indonesia bốc thăm lại vì họ không bốc thăm cho UAE, Palestine, dù hai đội này đã đăng ký. Môn bóng đá nam sẽ thi đấu sớm hơn với thời gian chính thức của ASEAN. Đội tuyển Olympic Việt Nam đang chờ kết quả bốc thăm lại bởi nó liên quan trực tiếp đến kế hoạch chuẩn bị tập luyện và thăm dò đối thủ của đội. Ở lần bốc thăm hôm ngày 5 tháng 7, đội rơi vào bảng D cùng Nhật Bản, Pakistan và Nepal. Theo lộ trình, Lê Tú Chinh sẽ không dự một giải đấu nào ở trong nước trước thềm ASEAN. Theo đó, vào ngày 9 tháng 8 tới, cô sẽ về Thành phố Hồ Chí Minh, rồi hội quân cùng các vận động viên khác của Việt Nam sang Indonesia. Lê Tú Chinh không dự giải Điền Kinh Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2018. Tuy nhiên, các vận động viên khác của Việt Nam như Quách Công Lịch, Bùi Thu Thảo, Quách Thị Lan, Vũ Thị Ly, Dương Văn Thái, Lê Thị Mộng Tuyền đều góp mặt. Giải đấu quy tụ các vận động viên đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Philippines sang tranh tài. Cũng như Việt Nam, giải đấu này là bài kiểm tra chất lượng trước khi dự ASEAN ở Indonesia. Hà Nội đối đầu với Bình Dương và FC Thanh Hóa sẽ đối đầu với Sông Lam Nghệ An. Sau các trận lượt đi, nhóm các cầu thủ của các đội bóng này mới lên hội quân cùng tuyển Olympic Việt Nam để chuẩn bị cho ASEAN 2018. Các cầu thủ này sẽ cùng Olympic Việt Nam tập tại Trung tâm bóng đá trẻ PVF Hưng Yên từ hôm 24 tháng 7. Toàn đội sẽ di chuyển lại Hà Nội hôm ngày 1 tháng 8 để thi đấu cúp Tứ Hùng. Liên tục thăng hạng từ giải Serie D ở năm 2015, câu lạc bộ Parma đã đạt thành quả lớn khi có mặt ở sân chơi cao nhất Italia sau nhiều năm vắng bóng. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Italia FIGC sau khi điều tra đã xử phạt trừ 5 điểm đội bóng này khi một cầu thủ đã có tin nhắn mang tính gợi ý dàn xếp tỷ số. Cầu thủ bị phạt là Calao, anh bị cấm thi đấu 2 năm cùng số tiền phạt là 24.000 đô la Mỹ. Còn Parma sẽ khởi đầu Serie A với số điểm là âm 5. Vừa tiếp quản đội bóng thành London sau khi sa thải huấn luyện viên Antonio Conte, huấn luyện viên Maurizio Sarri đang cùng Chelsea đang có mặt ở để thi đấu giao hữu. Họ không quá khó khăn để giành lấy chiến thắng trước câu lạc bộ Perth Glory. Cầu thủ ghi bàn duy nhất của trận đấu này là Pedro. Trong trận đấu cũng có sự xuất hiện của tân binh Jorginho, người vừa gia nhập với giá trị chuyển nhượng là 57 triệu bảng. Tân binh này thi đấu khá tốt và để lại dấu ấn với hơn 100 đường chuyền trong thời gian anh có mặt ở trên sân.